Đây là 7 nụ cười sơn. Em làm biếng nhảy quá vậy? Đúng nghiệp nha. Em già rồi. Ba ly nữa nha. Nhảy sung lên nè. Thưa quý vị, trò chơi này là trò chơi truyền nước. Mỗi đội có thời gian 2 phút. Chúng ta truyền được nhiều nước hơn đội còn lại thì chiến thắng. Trò chơi truyền nước nghe sao có vẻ mệt mệt vậy? Đơn giản thôi, mình nằm xuống, giơ hai chân lên. MC sẽ để cái thao này lên, đúng vậy. Xong mình truyền qua người kia. Khi mình truyền vừa xong thì mình mới lập tức ngồi dậy để lót vào vị trí kế tiếp. 2 phút ai truyền nhiều nước hơn thì chiến thắng. Vậy thôi. Trời nào chơi trước ạ? Thôi để tôi chơi trước luôn cho. Chọn vị trí đi ạ. Em đầu tiên. Ok, hai đứa, anh nằm đây. Đâu có. Mình sẽ xếp sát nhau và sau đó Ngọc sau khi bỏ trong. Không, chỉ là chiến thuật của tôi. Chỉ cần để cho Ngân một chân là Ngân đưa đó mà chuyện luôn nè. À chết. Chừng. Cái mồm mày nhẹ quá. Chứ anh sao kỳ vậy? Anh đó. Ủa? Ủa nắng được. Đó. Chân ảnh là chân nhau okay, kỳ. Ok, tôi vậy được đi. Rồi đó. Thật quá vậy? 3, 2, 1, bắt đầu. Chị sang cách nào nè. Đây, đây, đây. Để em để đúng rồi, đúng rồi nha. Ngân kẹp hai bên được, kẹp hai bên được Ngân. Không không được, được. Rồi đúng rồi. Trời ơi trời. Rồi rồi từ từ từ. Chị phụ cho, chị phụ cho. Rồi đừng đưa phạt. Chị phụ cho. Chị phụ cho. Rồi đừng đưa phạt. Chị phụ cho. Chị phụ cho. Rồi đừng đưa phạt. Chị phụ cho. Anh đang không lành nè 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 nè, đừng có né rồi sao lực bây giờ anh nằm vô ngay cái chỗ đó rồi nè 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 nè, tôi bị hại chặt rồi, tôi nói anh lực nằm quá tới anh đỡ, anh đỡ vô okay, anh đỡ đi, anh đỡ tiếp, anh đỡ tiếp, đỡ sao anh đỡ, đúng rồi, đúng rồi, rồi. Ê đó đây, buông ra là chết anh á, buông ra chết anh á, buông ra là chết, buông ra là chết, buông ra là chết. Thôi để tôi đầu tiên cho đó. Trời ơi tôi dân chơi mà nè. Kệ hay là đâu đi chị lộc, đâu đi chị đi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh lộc té. Qua vậy. Qua nhầm lắm nha, chỗ nằm vậy. Chết kìa. Thề nó sao nằm đúng không? Oh, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nãy giờ bạn rửa mặt tôi. Rồi đây. Rồi. Đừng bơ. Đừng bơ. Rồi. Đừng bơ. Đừng bơ. Trời ơi. Từ nãy giờ là mình thua rồi, giờ có kế hoạch nào khác không? Dạ bây giờ đổi vị trí ạ. Vị trí thứ hai cho anh Luật. Cho tôi giữa. Ngọc cuối hả? Đúng ạ. Ngoài đúng rồi. Ngân làm ok kìa. Anh lót, anh lót, anh lót, lót. Đỡ, 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 đỡ. Ngân, di chuyển, Ngân, Ngân, di chuyển. Phải được một miếng làm vốn nha mọi người. Nãy chưa được miếng nào á. Không mấy giờ để chị Ngọc với chị Ngân chơi, anh Luật đứng bên hông được. Phải có miếng gì hết nha. Có mà, đó. Đây vậy. Ê. Tôi hiểu liền. Tôi hiểu mà tôi làm được. Anh đè lại cho, anh đè lại cho. Ủa là anh Luật có trong đội này không vậy? Đó, tôi mới thấy hả? Đây
buông hai chân ra. Anh đang đó đó. Đúng, 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 đúng. Hay quá, hay quá, hay quá. Đó, mình làm thế thế. Đó, ok đó. Đang ngủ mình có mặt bằng tới quá. Mời. Vô, vô, vô bạn. 9. Để tiền tội nghiệp tôi nói bạn ơi. 8. 7. 6. 5. 5. 5. Đó, yeah. Quá tuyệt vời. Hay quá. Đây, đội đầu tiên, chúng ta sẽ coi nước bao nhiêu. Trời, tất nước tất vàng nha bạn ơi. Nhiều quá chứ. Cầm mic nè, anh Lực. Ô đầy luôn. Ủa, nhiều quá vậy? Ê, tràn quá bạn. Bạn đổ qua bên kia mấy luôn đi. Rồi, bị tràn mấy anh Lực hút vô luôn. Ok, ok, để ra. Nhiều quá. Nhiều nhiều nè, nhiều nè. Thôi để anh cầm vô trong một hồi nó đầy lại ăn. Rồi, đợi tiếp theo. Dạ, tụi em sử dụng chiến thuật từ thấp đến cao ạ. Là chân em ngắn nhất, thập tới Khánh, em tới Vinh. Dạ, vào cái vị trí cuối cùng sẽ cố gắng sao để cho em mà bởi vì những cái tư thế đó em sẽ uyển chuyển và dễ. Sao không để là từ cao xuống thấp dễ hơn? Không, từ cao xuống thấp dễ bị dính. Hay là ta bên đây là chiến thuật là có cái để cái chuyện ngang là gì vậy? Mình là bị giữ vững đã. Không chỗ đâu chuyện. Đó, thấy không? Nhưng mà hồi nãy góp ý được cái giống của mình kìa, không? Có hai cái chân kìa, nhanh không? Đó. Đó, ủa chứ. Ủa sao bên này ta làm nhanh chứ vậy ta? Vấn đề là tại vì do anh... Tại do anh nó lượt. Thấy chưa? Người ta chơi luôn. Một cái tại vì người đó. Ta chơi sao mà người ta có kinh nghiệm rồi. Tại vì anh chọn chơi xuống á. Anh nghĩ là tụi em hại anh cho nên là anh chấp nhận thua luôn. Sao? Trời ơi. Dạ kịp được, không có kịp đâu, không kịp, không kịp. Được, được, đúng rồi, đổi một mạnh luôn. Đổi cho người luôn. Trời ơi, này là đúng rồi, đúng rồi. Rồi, hay rồi. Ê, xin lỗi. Cụt chân, anh cụt chân. Anh cụt chân mà làm gì vậy? Rồi, vô mặt luôn rồi. Chỉ cần một lần thôi là thắng nè. Một lần này là có một miếng. Đúng rồi, Vinh ơi, thả miệng ra luôn, hứng luôn Vinh ơi. Thả miệng ra, hứng luôn Vinh ơi. Anh Vinh ơi. Hay lắm Khánh, đúng rồi. Rồi, chuyện sao Khánh rồi kìa. Cái thế rất đẹp nha Khánh ơi. Ôi Khánh, mặt rất nghiêm túc tập trung luôn á em. Trời, em mới tập trung luôn á. Trời, cái chân anh bị gì vậy Vinh? Ủa cơ, chơi chân là sao có chuyện đội mâm không nội? Chúc bạn đưa nguyên cái hồ luôn đi bạn. Đừng nghiêng như vậy nữa Khánh ơi, đổ Khánh vô trời, mặt đúng rồi. Rửa mặt luôn Khánh ơi. Chơi game rồi sao đấy trời ơi Khánh ơi. Không có đồng trai, vị trí qua bên kia kìa. Rồi, tôi quay đúng mặt, rồi. Tôi quay mặt kìa, tôi nhăn mặt quá vậy. Đúng rồi anh Vinh ơi, đúng rồi. Giờ khẽ. Nope. Ê, giờ bẻ thiệt nha, cái chân em bị giờ bẻ thiệt. Tại em móc hai cái lên nè. Rồi nè đó, lại là cái thế này nữa. Rồi cái dạ lại đưa vô. Rồi. Đúng rồi. Rồi Khánh nằm xuống, cương nằm xuống, Khánh nằm xuống. Đúng rồi. Khánh nằm lên dạ nè. Đúng rồi. Rồi, Vinh nằm đè lên. Hay lắm luôn. Rồi xoáy nước kìa. Hãy nhìn xoáy nước kìa. Xoáy kìa. Không vô được rồi Khánh ơi. Rồi. Mình hút cuối mới được hai thao thôi. Ta nãy giờ là mình thấy người ta làm
Việt Tim không? Nói quá trời quá đất. Bên mình có hai người, ba người. Ê, sao mà chơi được? Ba người mà chơi hai người. Không có đó là chỗ đó người ta còn di chuyển đồng đội đó kìa. Còn anh, anh góp công phá hoại kìa. Trời, thấy chưa? Thấy người ta đội nam linh hoạt không? Dẻo dai quá trời quá đất. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Đó, người ta chơi hợp lý ghê không? Xoay rồi. Cái này thắng là xứng đáng rồi. Hết chưa? Chắc thắng rồi đó. Chắc thắng rồi đó em Thi. Nè nè nè, cho một miếng nhật đúng không? Wow, thôi thôi, thắng rồi, thắng rồi. Ngon cơm luôn, chắc phải đọc đi luôn. Wow. Quá xuất sắc. Cuối cùng tôi dành nhỏ thôi nhưng mà để phân thắng bại, bởi vì đội thắng không sao nhưng mà đội thua sẽ bị phạt ở cuối chương trình, mà trò chơi này cũng coi như là một hình phạt rồi. Chúng ta sẽ lựa từng cặp thi đấu, mỗi cặp sẽ lựa 3 tấm thiệp của chương trình, nếu thắng 2 lần thì thôi, còn cứ 1 đều 2-1 là coi như là 3 lần. Dạ. Yeah. Thì đội nào có tấm thiệp con số lớn hơn thì được quyền lấy ly nước này. Oh. Bạc thẳng vào mặt đối phương. Bạc thẳng vào mặt đối phương. Em chơi với anh Tiến Luật à, xin mời anh. Ờ, bắt gì mắc gì, tự nhiên em chơi là anh phải chơi em hả? Nổi đi. Anh xuống nha. Không. Em mời anh ạ. À. Anh nhận lời thách đấu đi ạ. À. Tôi thách đấu một lần 1k. Em chấp nhận lời thách đấu. Sẵn sàng chưa? Em vẫn muốn thả hồng ra. Anh chơi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. Đây, hãy chọn một cái tấm thiệp. Ấp xuống bàn. Rồi. Đây là của bên đây ha, để đây. Ấp xuống bàn. Rồi. 1 2 3. Ôi 18 anh Luật á. Tôi 31. 13 13. Lộn thôi làm chữ gì. Con số quá may mắn anh Luật rồi. Chị 13. Chị ám tôi tới chương trình này. Chị ám tôi tới chương trình này nghe chị 13. Tiếp theo. Tôi bóp trước. Có quyền coi trước. Trời ơi. Năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Rồi. Em muốn xỉm xì. Xỉm xì làm gì? Anh ai mở ra trước. Đúng, ai thua thì mở ra trước. Quán tôi chị. 1, 2, 3. Thua, mở ra trước. 23. 23. Chưa, từ từ. Ủa gì vậy? Ủa anh ơi. Chưa. Hãy nhìn nụ cười đó đi. Hãy nhìn nụ cười đó đi. Bạn ấy mà thắng là bạn ấy mở ra liền. Mời ngồi xuống, mình bình tĩnh, mình ghi lớn. Ngồi xuống, má Ngọc ngồi xuống. Hà Hồng Gia, Hà Hồng Gia. 1, 2, 3. Trời ơi. Ngày sinh của tôi đó 4 tháng 4. Anh 23 nhầm nhòi với tôi hả Hồng Gia? Anh hả Hồng Gia? Tôi thách đấu một lần 1k. Dạ. Em vẫn muốn hả Hồng Gia. Anh chơi. Anh chơi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Dạ rồi, em sướng quá. Tiếp tục đi anh. Hết rồi, 2-0 là thắng rồi. Ủa, mỗi người 3 tấm hả? 3 tấm nhưng mà lượt đầu tiên mình thắng rồi, coi như được giờ có. Không, không, mình đã thua rồi, bây giờ mình có thắng người ta cũng là thua rồi. Bởi người ta thắng 2-0 rồi. Đó, anh chơi giùm em luôn. Đi về chỗ đi ạ. À. Lượt đầu tiên, đội màu xanh thắng. Em có thách đấu gì không? Em tố chỉ Lan Ngọc đứng phía sau lưng anh luôn ạ. À. Bây giờ anh tố là cho Ngọc và anh... Tước, tôi chấp nhận Ngọc okay. Đứng em đây. Tôi đứng em đây. Nếu như mà em thắng là Ngọc tạt tôi. Còn nếu như mà Ngân thắng thì tôi tạt Ngọc. Ủa, hai ngày này không bị gì hết? Không bị gì hết, tôi chơi khô máu luôn. Chơi không? Không, anh đứng phía sau lưng em
khi nào tạt là một lượt hai người luôn. Em không chơi. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi anh nói là tôi chơi hả? Chơi đi em sợ gì? Anh đỏ lắm. Kệ anh đi. Anh đỏ lắm. Rồi có rồi đó. Tự coi của mình riêng mình đi ạ. Không ai thấy. Ok ok ok. Thay đổi quyết định của anh không? Anh không, bây giờ anh tố thêm được không? Đi. Em tố hết được không ạ? Hết cái gì? Một lần hết chuyện này đi luôn. Nhạc rồi. Chơi hết. Em không chơi à? Em không chơi à? Luật chơi là khi tốt mà người ta nhận kèo là mình phải chấp nhận. Đúng như rồi. Vậy là sẽ dùng hết 6 đứa này một lần. Em định hù thôi mà. Không có hù được ạ. Không có vốn mà vô đặt cho cố. Rồi bây giờ vậy. Nếu như Ngân số lớn hơn thì chỉ tạt một ly thôi. Nhưng nếu Ngân số nhỏ hơn thì mình sẽ tạt hết. Ủa? Tất ai cũng được tạt 6 ly. Đúng nếu rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Bây giờ ai sẽ lật thiệp trước ạ? Nam lật trước. 1, 2. Thắng. Ra đi. Ra đi, Ngân ra trước. Chưa biết ai là ngỡ ngay con số 14. Trời ơi. Bé ơi, cái này là chưa đủ tuổi nha cưng. 14 mà tố. À, 14. Trời ơi. Bây giờ tạc hết chỗ này em cũng ngại quá, em nhờ người vô tạc chung được không? Mình là hiện tại em tới 6 ly, làm gì hết chia cho chúng bạn. Em thay phiên dạ, mà. Của em. Em thay mà. Dạ. Vô 2, 3. Vô, không 2, 3. Vô. Em tố hết được không ạ? Hết cái gì? Một lần hết chuyện này ly luôn. Em xin lỗi chị nhưng mà em phải tạc thôi. Không gia. Còn 3 ly nè. Chưa mà, mới có lượt đầu tiên à. Chưa. Tố chi cho 3 ly. Tố cho cố. Vô. Không gia. 1, 2, 3. Ai khóc nỗi đau này. Trời ơi, tàn nhẫn quá. Mọi người. Không thể nào làm được điều đó. Mọi người. Hồ máu quá mà. Chị Ngọc, cuộc đời em đã tin chị. Lúc cái vòng mà em lật cái chân lên, chị nhắc em cái là em thua. Được rồi, thù này em sẽ trả giùm anh Luật. Thôi được rồi, của anh để anh tính. Em đừng trả giùm anh. Giờ ai tối gì không ạ? Giờ em cược Ngọc vô luôn. Vô Ngọc, em cược Ngọc luôn. Hèn. Em có cược anh Luật không? Em cược. Rồi, Ngọc vô Ngọc. Quan trọng phải hỏi người đồng đội mình người ta chấp nhận hay không nữa chứ. Em cược đội em vô hết luôn à. Luân, anh quên tên em được không Luân? Vô đi Miss Q. Vô. Chơi luôn. Tên anh đỏ. 6 ly tiếp không? Tôi cược 6 xô. Trời ơi. Chơi trên bàn thôi. Khủng khiếp quá, tôi không chơi nha. Chơi trên bàn thôi. 6 ly. Chơi luôn. 6 ly, hai người, mỗi người 3 ly. Ok. Sợ gì nữa? Dám chơi, dám chịu. Ê, cẩn thận. Rồi, Ngân. Trời ơi, rồi, xong. Anh chưa mới đuổi à? Đừng coi luôn rồi. Đây ơi. Chết luôn rồi. Chết chắc luôn rồi. 1, 2, 3. Thua ra trước. Mời đưa ra con số. Xin mời. Ủa má ơi. Xạo, đừng diễn nữa. Không, em có 22 là đủ lớn hơn tụi tôi rồi. Anh xạo quá đi. Em rất may mắn luôn đó chứ. Đâu, đưa đây xem ạ. Đưa cho thiệt luôn á. Tại sao mà có thể có số 52 được ta? Anh may mắn lắm hả? Cái lúc anh may mắn thì không thôi dạ. Dạ. Em muốn vô hả? Không, em cảm thấy em rất may mắn rồi. Em chơi đồng đội mình phải vô đi chứ dạ. Ê, sao anh vô? Anh giờ anh vô nè. Thôi anh ơi, anh bớt chơi kiểu đó là. Em một tờ nữa, em tố với anh Luật một ly. Không, mắc gì tôi phải tố với em. Không có hả ông gia?
Hồi nãy em thắng tôi có 2 ly, bây giờ tôi thắng anh tới 3 ly. Nè, đứng vô lưng. Ngọc là của anh. Ê, lại đây, đứng đây. Không, tôi muốn tặng ai tôi tặng là quyền của tôi. Vô đi mà. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Come on, come on, come on, come on, come on. Hả học gia. Hả học gia. Còn kìa, còn sót kìa. Trời ơi, còn lông đền em. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Trời ơi, chị em thương nhau ghê. Em xin lỗi là anh Luật nói em trả thù giùm ảnh đó chị. Thêm một lượt nữa. Không không không, lượt này tôi không tố. Thêm một lượt nữa. Tôi ăn Sinon được không? Không tố. Bây giờ vậy nè, hồi nãy cái vòng trước anh Luật chơi với lại Ngọc. Ngọc là Luật thua. Đúng. Bây giờ Ngân mà thắng ở cái cặp này nè, đâu quê thì mới chơi cặp cuối được. Cho nên á, lần này mình chơi ly thôi. Chơi ly thôi. Ly thôi, chơi ly thôi. Vậy anh với Ngọc đi ra đi Ngọc ha. Đúng rồi, chọn đi ạ. Luân để em. Luân để em. Anh tin em không? Tin tin tin. Trời ơi, có mối quan hệ với lại ban tổ chức hay sao mà sao tự tin vậy? Ngân. Ngân ơi, ly này. Rồi, tôi thấy số 1 đầu là ngon rồi. Hên quá có một ly. Không sao, tôi không bị. Quá sushi. Không, không quá sao, đi. Bên khỏi khỏi sushi. Bên này 11 tuổi thôi. 2, 3. 1, 2, 3. Luân ra trước. Ok không? 39, số đẹp luôn. Luân, Luân. Ngân, dám làm dám chịu Ngân. Ủa khoan khoan, Ngân lại ngồi. Cái đó để tự làm. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Luật của chương trình quy định là khi mình thua là đối thủ mình tạt mình, còn tự mình tạt mình, cái đó gọi là ngu ngu ngu. Thôi nhẹ nhàng thôi. Thưa quý vị, như vậy là cái trò chơi vừa rồi là đây cũng thua, đây cũng thua. Thì đó, thì đâu cần phải chơi nhưng nữa. Nhưng mà MC, MC còn một, hai người chưa chơi. Hai người họ không cần chơi, trừ khi họ muốn thách đấu. Nếu không đấu, hậu quả như thế nào em cũng biết rồi. Thắng cũng như là thua thôi. Bây giờ em muốn thách mấy ly? Em chơi 1k. Chơi 1k. Chơi em luôn. Mời già bốc trước. Mời bác Ngọc. Để em. Rồi, năm 17 tuổi. Mình thắng rồi mà. Không sao đâu, nhìn cái mặt họ đi em. Đây là con số nói lên tình trạng hôn nhân, tình trạng con cái và tình trạng số tuổi hiện nay. Đây là con số mà Trương Thế Vinh rất thích. Đâu, để tôi coi. Như vậy là hiện tại tôi đã biết ai là người thắng cuộc. Trong hai bạn có một người đã thua. Chắc chắn rồi, không lẽ quề. Mở ra luôn đi anh. Hồi hộp quá, chịu không nổi rồi. Chúng ta cho khán giả xem trước. Để anh, để anh, anh. Đây là con số của Trương Thế Vinh thưa quý vị. Chết rồi. Ông bơm bấm đi chỗ khác luôn rồi. Gấp lại. Hồi hộp quá. MC căng thẳng. Đây là con số của Lâm Vy Dạ. Wow. Đó là thái độ khán giả đi xem lúc này à. Wow. Ôi. Bên phải là của Lâm Vy Dạ và bên trái của Trương Thế Vinh. Trời ơi, ủa sao số 44 hoài vậy? Anh ơi, em là ai? La 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 la. Thôi, Vinh ơi Vinh, em đi bình an nha. Bên đây mình đàn ông mà. Cuối chương trình rồi mình chơi đẹp, bây giờ Dạ muốn dòng sông chảy hay là thác nước rơi? Em thích Đà Lạt ạ. À. Thác nước. Thác nước rơi. Hả ông già?
thác có nhiều loại thác, không phải thác nào chảy cũng mạnh hết, anh hiểu không? Có nhiều thác nó chảy sấy bông dụ nữa. Đó, anh không được né, anh né. Các bạn cùng chơi trò chơi nhanh tay nhanh trí đúng không ạ? Dạ. Nhanh tay, giơ tay, giành quyền trả lời. Cái này giơ càng chậm càng giỏi càng thắng. Là sao bạn? Hiểu lắm. Đừng hỏi gì thêm. MC người nhà có thể giải thích riêng cho tôi được không? Không ạ. Ủa vậy đàn này là MC không chơi hả? Anh không chơi được. Wow, là bên kia có. Nhưng một mà người nếu bên kia thua thì anh có chịu phạt chung đội đó không? Có chứ. Có, bình thường. Tôi chơi xong tới phiên bạn chơi tôi đọc cho. Đọc hết câu hỏi rồi. Bạn đừng có thật thà quá bạn ơi. Gặp đầu tiên ai chọn ai? Em chọn làm gì vậy? Em chọn làm gì vậy? Ủa? Trời. Anh đặt câu hỏi về kiến thức đó. Có kiến thức không mà đòi chơi với tôi? Hey, hey. Mà thấy đầu tôi bự không? Đầu bự, đấu với mặt bự. Sẵn sàng chưa? Luật chơi như sau. Trước khi MC đặt câu hỏi, người chơi phải để một tay vào trong thau nước. Sau khi đọc xong, ai cảm giác mình có thể trả lời được câu hỏi thì chịu đựng. Ai để tay trong đó càng lâu, tức là đối phương bỏ cuộc, thì mình trả lời câu hỏi. Còn nếu mình không biết câu đó, nếu mình không biết câu đó thì mình rút ra. Đúng rồi. Rồi mình thua. Nếu như chúng ta chơi cái luật là rút ra, bên kia chịu đựng lâu, trả lời sai tôi thắng, thì ai cũng rút ra hết trơn. Đúng rồi. Đúng thì thắng, không đúng thì thôi. Trong trường hợp ở dưới ai nhắc, người đó lập tức lên nhúng tay vào đá thay người này. Ồ. Sau đây là câu hỏi dân gian vô cùng đơn giản. Vô. Giữa lưng trời có vũng nước trong, cá lòng tông không lội tới, là trái gì? Biết rồi, biết rồi đúng không? Em, trái dừa. Sai luôn. Chưa, chừng nào ai bỏ tay ra. Rồi, bỏ ra đây, bỏ ra trả lời. Đó là trái dừa. Một điểm chính xác. Phải chịu đựng. Em muốn trả lời là em phải giữ, giữ cho bên kia chịu không nổi. Bên kia rút tay ra thì em mới được quyền thì trả lời. Chị mới được trả lời. Chị dạ dường như bị chậm chạp game show rồi, có thể cho em thế cái nụ đó được không ạ? Trong trường hợp là cả hai đều biết thì họ sẽ băng màu giá họ gọc. Đúng. Đổi thay đúng không? Bạn ơi, em nó mới chơi không biết thôi, bỏ câu đó giùm. Không bỏ được anh ạ. Không có đâu. Người nhà bạn ơi. Không có đâu. Vô. Vừa bằng con bò, nằm co giữa cổng, cả tổng không dám đi, là con gì? Dân gian hay đó hồi xưa. Biết không? Đọc lại đi. Vừa bằng con bò, nằm co giữa cổng, là cổng rừng, cả tổng không dám đi, là con gì? Biết chưa, biết chưa? Chưa biết luôn, chưa biết cổng gì. Con cọp. Chính xác. Yeah. Ủa hay quá vậy. Rồi, con hay quá vậy. Em là người nhà ở chương trình mà, ta cài em vô đây. Chúng ta có quyền đổi tay nha mọi người. Để mà xóa ngôi Lâm Vĩ Dạ. Xóa ngôi Lâm Vĩ Dạ. Lâm chiến thắng lượt này xin chúc mừng. Cặp em hôm nay tôi Linh Dương Lan Ngọc. Trời ơi. Rồi cố lên gái. Tôi thách Linh Dương Lan Ngọc bây giờ vậy nè. Lấy cái thau nước mình uống một ngụm, uống một ngụm, uống một ngụm. Tới khi nào kể người ta, tới khi nào chịu hết nổi phun ra thì trả lời vậy thôi. Hai ba vô. Sau à. Khi mới ra đời chú mèo máy Doraemon có màu gì? Ồ cái này là quan trọng là cái sự chịu lạnh nè. Thở thở hít thở đều đặn vào. Nếu mà hai người không biết thì báo với nhau. Em biết. Kìa lấy tay ra rồi kìa. Lấy rồi đấy cậu ơi. Rồi. Rồi trả lời. Vẫn là màu trắng và màu xanh thôi. Không chính xác. Màu trắng, màu vàng. Tại đó đọc chuyện trắng đen cho nên không biết. Tại đó đọc chuyện trắng đen cho nên không biết. Biểu hiện của sự lươn lẹo. Không. Em thắt bằng hai tay luôn ạ. Đồng ý không? Chơi chơi có gì đâu. Vô. Câu này ai cũng biết nên để có ai gồng hơn. Hey. Sân bay quốc tế ở Hải Phòng có tên là gì? Đúng rồi. Ủa cái này biết mà. Anh Luật. Nhưng mà giờ tụi tao quá. Anh Luật. Anh biết không? Biết. Biết hả? Tôi biết mà. Để tay xuống anh Luật ơi. Ê để nè. Anh Luật vô ba con. Sao lạnh quá. Biết không? Em không biết. Trời ơi cát bi. Tức ghê luôn. Ủa tức sao chứ? Lạnh quá. Giọng nổi. Câu tiếp theo. Câu này dễ vô cùng luôn nè. Hai tay. Không, một tay thôi. Hai tay. Bây giờ chết thầy kìa. Tôi thách tôi một tay. Hồi nãy bạn thách tôi rồi. Giờ okay. Tôi thách bạn một tay. Rồi vô. Con chuồn chuồn có mấy chân? Quá đơn giản. Nó không biết nha. Biết không? Nó chuồn nổi. Rồi trả lời. Bốn.
Không chính xác. 6. Ê, quê, dẫn đi quê. Không có đầu đúng hết. Câu tiếp câu nó đi. Không. Tôi lạnh lắm rồi, tôi chịu hết nổi rồi. Một câu cuối cùng để phân thắng bại đi. Trời ơi. Ngọc nha Ngọc. Câu tiếp theo. Vô. Nhà thi đấu chúng ta đang ghi hình nằm ở quận nào? Dạ. Yeah. Dễ nha Ngọc nha. Cái này ai cũng biết rồi. Dễ nha Ngọc. Để coi. Anh Luật ở đây ở đâu anh không biết anh Luật? Đừng nhìn như nó phân tâm. Hãy nói về cuộc sống, gia đình họ. Nói cái gì đi Ngọc ơi. Anh đi phải không? Anh đi phải không? Gia đình ok không? Gia đình ok. Anh Luật không biết ở đây quận mấy luôn hả anh Luật? Biết nhưng mà chịu rồi. Giờ sao nói được? Thì nói đi. Nói sao được? Hoặc đó. Hoặc đó. Hoặc đó. Bây giờ mới rút nè. Trả lời. Tân Bình. Tân Bình. Sáng. Bây giờ chú Tí Vinh. Chú Kỳ Sang. Chú Kỳ Sang. Dạ. Vào tháng nào con người sẽ ngủ ít nhất trong năm? Ê bên kia nhắc. Đây Ngọc vừa nhắc. Đây Ngọc vừa này là tôi biết rồi. Anh có khùng không? Anh có khùng không? Em ba đứa vậy được. Em đứa cái này. Quá dễ mà. Cái này nữa mọi người. Em có lạnh không bé? Sao em tỉnh bơ vậy? Em đứa này em nhắc người ta. Ta hỏi tháng mấy em đứa cái này em nhắc người ta. Tháng 2. Thôi bây giờ Ngọc đi. Để coi. Để coi. Ê, biết rồi. Chắc thắng rồi. Cố lên Vinh ơi. Đau quá. Vinh ơi cố lên anh. Bỏ đi cố bỏ. Không. Sống. Cái gì có không có thôi cố bỏ. Anh ơi công sức của anh. Cái gì em. Của mình là của mình, không phải là của mình thì của người ta. Rồi. Giơ tay lên. Rồi. Thắng 2. Chính xác. Thấy chưa. Tại sao? Tại sao? Chết. Thắng 2 có 28 ngày. Trời 28 với 29 ngày thôi. Trời ơi. Tôi tưởng đó là tháng 5 chưa nằm trời sáng cho nên là ngủ tháng nó ngủ ít. Hồi nãy tôi cố tình tôi nhắc gì hơn bé này nó không nói tháng năm, nói tháng năm tôi mang tội rồi. Ôi là bên đấy còn nhắc em luôn. Trời ơi vậy là anh Luật nhét cái tay vô nghe dài chết quá. Rồi chọn bé này nên bé nó chịu đựng giỏi quá. Con gái lúc nào cũng chịu đựng giỏi. Con gái giỏi hơn con trai. Anh dở quá anh Vinh. Đau đớn quá. 3, 2, 1 vô. Đây là một câu đố chữ minh gì rành mạch rõ ràng. Trời ơi dễ hạt anh Vinh. Anh quay qua đây nè. Điếu cứ rồi. Thở bình thường thở bé bình thường. Bé mặt hơi xanh rồi anh. Ai cũng biết câu này có một mình anh không biết thôi. Minh gì chơi vậy không thể thua anh không thể thua. Anh đau rồi anh đau đúng không? Anh đau đâu anh phải thoải mái vậy chứ khác vậy chứ khác. Đi Vinh ơi nó đau rồi. Thôi cố lên anh. Không thể vô Vinh. Trời ơi không thể vô không mình đang thắng mà gõ chúa đi gớt đau quá. Trời mình đang thắng mà cho anh thua đi đau quá bé sắp ngưng ơi đau quá ngưng ơi bé sắp thua cố lên bé thua rồi anh nó mất lại anh không nửa tiếng nữa em vẫn không để đây được. Thôi anh cố lên anh. Lên trả lời. Minh Bạch. Chính xác. Trời ơi hay quá. Hồi nãy tôi có cho tầm nhìn sai. Tôi xin lỗi em nha. Lát nữa em đã rảnh em đại diện người thứ tư em chơi luôn giùm tôi. Vậy thôi anh ra luôn đi. Anh thua 2 cái rồi anh ra luôn đi. Chi chơi một cái nữa. Đúng rồi. Thứ hai lần là coi như thua rồi. Trời ơi, tướng bạm vỡ. Người tiếp theo bên đây sẽ là Thúy Ngân. Bên này hãy chọn ra một người đi ạ. À. Đấu tiếp rồi. Đấu tiếp. Em mời anh Luật đấu với em. No, đây. Không sao không? Em mời anh Luật đấu với em. Tôi không đấu nữa, tôi bây giờ là chị Ngân đấu với em đi. Ok, chị sẽ đấu với em. Mình đấu với nhau nhé, chị sờ tay em lạnh không? Nhưng mà anh Luật ơi, anh không thấy tội nghiệp bé hả? Không, cô gái này thật sự là ác chủ bài bên đội tôi. Đúng. Cô này là đội trưởng đội tôi. Đúng vậy. Không biết rồi. Yeah, lớn vương. Nè, muốn mày quay cùng với cô vô. Không có em phải tới đâu. Mọi người ơi. Vô Ngân. Đó. Cố lên bé ơi. Cái gì chứa nhiều nước nhất mà không bao giờ bị ướt? Trời ơi. Quá dễ. Biết chưa? Cái gì? Tôi đứng tôi me hết. Dễ nha Ngân. Quá dễ nha. Ngân ơi Ngân. Dễ nha Ngân. Giữ cái tay Ngân ơi như này á. Cái lại ơi. Quá dễ không biết hả? Thôi giữ Ngân lại thôi. Gái cái lại ơi cố lên. Đau rồi đúng không? Ủa đau hả Ngân? Sao vậy? Hồi nãy cái nói gì chứa nhiều nước nhất nhưng không bao giờ em là phụ nữ. Em phải chịu gấp 9 lần anh. Không biết thì rút ra đi cưng. Em biết rồi. Em biết chưa? Em biết rồi. Em chơi 3 vòng rồi. Cố lên. Không được. Không được. Em làm được Ngân. Bỏ ra đi em. Bỏ ra đi. Không. Bệnh chết đó Ngân. Bệnh chết Ngân. Yêu quái đi xuống khác. Ngân rồi Ngân. Mạng em không thương em. Không chỉ được tao rút ra cho để mày mốt đi diễn kết quốc mà đi về kỳ lắm nha. Không phải không rút mà giờ hết rút ra được. Buông tay ra Vinh, buông tay ra. Ác như vậy. Cố lên em. Rút ra gần. Ngăn ra đừng ngăn. Rút ra gần.
Trời ơi, lì luôn kìa. Lì luôn. Hay quá, đúng rồi. Em mới được phân nửa thời gian của anh thôi đó. Ngân ơi, bé bên đó không có suy chuyển sắc mặt luôn á. Cố lên gái cà này ơi. Em giúp Ngân được không? Không. Trời ơi. Trời ơi, có các con nhúng nhảy nữa. Trời kìa, ông xì nhê luôn. Mặt đừ rồi, mắt bé đứng trồng rồi. Thế em đứng cũng rồi. Em cũng hơi đừ rồi nên chị Ngân cố lên chiếu nữa là em rút ra được á. Cố lên Ngân ơi. Trời ơi, tôi thích bé nó quá, trời ơi trời. Nó chuyển qua tới giai đoạn em không cảm giác như hết rồi. Đúng rồi, đúng. Làm á, làm lạnh đó. Đó. Hết dây thần kinh, đứt hết dây thần kinh rồi. Đây là cô chừng để lâu quá chừng bị mỏng lạnh nè. Tay em bước ra chừng bị hồng á. Thôi bên này luôn chứ không có sao hết á. Bên kia còn cử động được. Cử động đi Ngân, đúng rồi, cử động cho nó thoải mái. Nó không cảm giác gì hết á. Vậy là được rồi đó. Được qua rồi đúng không? Thôi bỏ đi Ngân. Không để thua, không để thua. Đúng rồi. Trời ơi, bé cái lại này quá dữ. Quá dữ cho một cuộc tình. Ai mà quen em thì thiệt làm sao mà dứt ra được hả Ngân? Ai mà quen em thì thiệt làm sao mà dứt ra được hả Ngân? Cần cái lạ đắp liền luôn nè. Trời ơi. Bây giờ là mình thắng bao nhiêu rồi? 2-1 rồi. Em thua thì mình què thôi chứ không sao hết Ngân. Thì chị ra chị thách đấu danh luật thôi, không sao đâu. Trả lời hết câu này mình ngưng luôn được. Anh Lực ơi, gán của mình hơi tơi tơi. Anh Lực Gán Cường ơi, con gái gán cứ thương con. Không ai lo. Em gán, em hết cảm giác rồi. Thôi được rồi Ngân, bình tĩnh em đừng có giả bộ đồ này nọ. Em đỡ cho anh. Trời ơi, sao tôi lạnh chảy mồ hôi luôn á. Thôi bỏ đi em, nghe lời anh. Yêu quái. Trời ơi, quá lâu luôn á. Không được, rõ ghê trời. Không được bỏ nha. Em ơi, không bỏ. Cố lên. Thôi, em bây giờ có nghĩ là chưa chị là hết lạnh rồi đó. Nguy hiểm lắm. Bé ơi, ổn đầu lấy đi cưng. Dạ thôi. Mới vô chơi hơn thua quá trời. Thôi được, em lâu mới có một trò mà chơi không dùng sức. Em Ngân. Trời, ghê quá. Được. Cái gì năng lượng vậy? Trời ơi, vậy mà giữ lâu giữ cái gì ghê vậy? Trời hay thiệt luôn á. Không thể tưởng tượng được, bé Ngân có thể chịu lạnh hay thiệt. Xử quề đi, ban giám khảo ơi. Xử quề đi, xử quề. Thế người đi anh, thế người. À, người lâu quá, mất thời gian chương trình thôi, quề đi. Người khác lên. Ôi. Vô. Đắp cho giảm nhiệt xuống. Rồi em danh luật đi. Không. Được rồi. Tôi không chơi. Tôi không chơi. Vô duyên. Không, bây giờ em cá là leo hai cái chân, để hai cái tay vô luôn. Chơi không? Đi làm heo hả? Rồi. Bây giờ em để hai cái chân vô. Ai thua người đó uống luôn. Uống luôn. Em chơi. Em là cháu anh luật. Nói chung là cái vấn đề nằm ở chỗ là hai bạn chơi lâu quá không có phân thắng bại. Dạ mời Lâm Vĩ Dạ với lại Vinh nè. Đúng rồi, hai người lắm. Bây giờ anh cũng đau đớn em thấy rồi. Anh thích thì tôi chiều. 2-3 vô. Chữ gì có sắc thì làm rời ra, mà không có sắc thì làm dính lại. Quá dễ. Trời ơi dễ ợt luôn. Cố lên gì? Đi không? Chưa nghĩ ra. Trời ơi. Anh ơi cẩn thận mọi người nhắc. Ê, Lan Ngọc nhắc rồi kìa, tôi không chịu. Lan Ngọc nhắc. Chị Ngân nhắc luôn, Nguyên đội nhắc luôn. Đúng rồi, đợi ơi, thua rồi. Có anh từ từ. Ngân, dừng lại. Lan Ngọc với Ngân nhắc rồi. Không, Ngọc không nhắc. Không có. Có, lúc tôi kéo Lan Ngọc. Thúy Ngân nhắc là kéo. Thua, bên đây Huê, Hải Đều. Đúng rồi. Ủa đâu được tính thua. Ủa sao được tính thua? Hồi nãy quy định rồi. Nhắc. Quy định nhắc là thua. Anh Luật mời vô. Không, tôi không chơi. Mời vô. Tôi không chơi, tay tôi liệt rồi, tôi không chơi. Anh Luật mời vô. Em chấp anh trước 15 giây, xong rồi anh vô. Ok luôn. Rồi, vô. Đó nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 thôi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bò tót là biểu tượng của quốc gia châu Âu nào? Có gì quên mất rồi ta. À nhớ rồi. Nhớ rồi. Nhớ thiệt không ta? Cái đó dễ mà. Trời ơi lạnh quá rồi chết tôi rồi. Tôi muốn rút ra rồi á. Tôi nói thiệt. Đây thì đáp cái trên này. Giữ tay luật lại. Để em giúp anh. Sao quá. Cảm ơn lấy nào. Còn được lấy nào. Thôi tụi tôi biết phải tự làm gì vậy. Làm ơn. Buồn quá. À lạnh quá. Lực ở cái này mình chưa bắt 3 giây mình lắm. Lạnh quá chịu không nổi. Mới 3 giây mà. Cố lên Lực. Quá chịu không nổi luôn. Cố lên Lực. Ê đổi tay đi. Ông có chơi đổi tay ra. Đổi ra tôi tay luôn mà đổi đâu. Thôi nha. Đừng có xạo. Anh năng ra luôn xử thua đi kìa. Ê bằng chứng đâu. Bằng chứng đâu. Lan Ngọc chấp đổi tay luôn. Wow.
10 giây nữa hả? Chị ổn không? Chị ổn không? Chị ổn á, mà người ta đổi tay kìa. Người ta đổi tay kìa. Lan Ngọc đã chấp 15 giây và cho quyền đổi tay luôn. Đổi tay luôn phải không? Đổi rồi, đổi nữa hả? Cho đổi cái nữa đi bạn. Anh điên rồi hả? Bạn cho đổi cái nữa bạn. Không. À. Để cho tôi ói luôn anh Lộc. 10 giây nữa hả? À. Mười. Ngọc rút ra đi. Coi chừng, coi chừng dùng tay. Sáng anh Lộc thiệt á. Đáp án là Tây Ban Nha. Tây Ban Nha chính xác. Yeah. Game đầu tiên mình đã thắng 1-0. Game thì mình thắng nữa, tỷ số hiện tại là 2-0. Đây là trò chơi tiếp theo của 7 nụ cười. Trò chơi này chúng ta sẽ chơi 4 cặp. Thì đội nào 3 người thì có người chơi 2 lần. Và luật chơi đơn giản, chúng ta sẽ chọn đối thủ, sau đó đứng đối diện nhau. MC đọc gì thì làm đó. Khi nào chỉ cần nghe thao nước thì có quyền chụp thao nước, ai chụp trước tạt người kia hết. Dụ mà ăn giật làm sao tụi em lại anh luật chứ. Chọn đối thủ đi ạ. Tôi không dám chọn. Chị Như muốn chơi với ai? Em chọn anh Trung. Trung với Vinh luật. Ủa? Như với Trôn. Anh luật 2 lần. Đừng để, đừng để. Em không thôi. Dạ. Em biết anh không thể nào không ra tay với một cành hoa như vậy mà. Không không, em biết cái tính anh. Không, em không ra tay hả? Nhưng mà nhưng mà anh không thể nào mà nhúng tay được. Trôn Như mới nói em biết anh chậm lắm. Ai ai nói? Như nói. Hồi nào em nói hồi nào. Chậm là chậm cái chuyện khác thôi, chứ cái chuyện này lẹ lắm. Vinh chơi với ai? Ai muốn chơi với tôi? Thúy Ngân. Đây Thúy Ngân, em đề cử. Sao hai này mùa nào cũng chơi nhau vậy? Hai em chơi cho. Vinh chơi hai lượt, mỗi người một lượt. Vậy thì Tiến Lực sẽ chơi với lại bà Thím Lâm Vĩ Dạ. Trời ơi em cũng bị đĩa đẹp. Đi tạc lắm là thôi. Sẵn sàng chưa? Hiểu luôn á. Cặp đầu tiên sẽ là ai? Em chơi hai lượt trước chưa? Rồi. Hai em lên. Em sợ anh chắc. Ê mời chơi rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sau đây là những hành động bắt buộc phải làm theo. Cho một tràng vỗ tay. Nó hai người ta đâu chưa? Hai người không mắc gì hồ theo vậy? Lành quá, lành quá. Vừa sờ mặt vừa sờ chân. Vừa sờ mặt vừa sờ chân. Ê bên này đứng gần quá. Anh Giang nó 1.5m. Khúc này chưa tới 1.5m. Tay trái sờ tay phải. Ủa gì vậy? Ôi trời ơi. Sờ cổ chân. Sao ủa Phan Sĩ mắc cái gì tới gần vậy? Khoan không phải cái này sao tới gần vậy? Bạn cho tôi một cái mức rõ ràng đi bạn, chứ nó vô hình là nguy hiểm lắm. Không sao không sao. Tôi đề nghị chương trình cho cái mức đi, nghệ sĩ ăn gian dữ lắm. Thao nước. Ê, người ta cầm trước em rồi. Đúng rồi, ta cầm trước. 1-0 nghiêng về đội Thúy Ngân. Cặp tiếp theo. Trung. Trung Như. Nếu mà anh có mạnh tay quá thì bỏ qua cho anh nha. Trời, anh chơi gì hay chơi lại anh. Vỗ mặt mình. Bắt tay đối phương. Bắt. Tay trái nhéo lỗ mũi. Vậy anh Giang sao cứ thò thò cái tay chung thục với Như thục lại. Lùi lại 2 bước. Ủa 2 bước biết 2 bước không? 2 bước. Sờ cổ chân. Sờ cái cổ chân. Hồi nãy cũng sờ cổ chân là tạt đó. Xoạt ngang. Xoạt hả? Cái đó sạc dọc. Cái đó sạc dọc. Thao nước. Thao nước. Trời gì nhớ. Thao nước. Trời gì nhớ. Phải tạt cho người ta chứ. Cái này là hết rồi. Người ta cầm lên ta tạt cái bóng đó gì vậy? Còn học được nữa. Như thắng em bạn ơi. Thắng rồi. Cái gì? Đúng rồi. Đồng thao trước. 2-0. Rồi cầm tiếp theo. Lùi 3 mét. Ba mét xa nha. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Chị giả xa hơn rồi. Sợ gần hơn, gần hơn rồi. Ủa gì tự nhiên sao tự nhiên bước tới vậy? Anh xa lắm luôn á. Anh hơi đứng lại. Đừng quay dòi dòi đi anh. Quay dòi dòi đi. Tay phải chỉ lông mày phải. Tay trái thật. Tốt 1-0. Đi chân xuống cho nó đúng rồi đó, lợi thế. À, bước lên đó kìa. Tắm nắng. Anh
lượt tấm nắng, anh lượt tấm nắng nào xuống, lượt nằm xuống. Anh chưa tắm biển hả? Ủa kệ ta. Anh phơi cái đít thôi. Gà áp trứng. Bon. Con ếch rồi. Anh lục bỏ tay vô rõ gà. Để theo, để cho tay đây. Không phải con gà. Lùi 2 mét. Ôi mẹ nhanh chúng ta muốn bị chấu. Rồi rồi, dạ, anh sao không anh? Thiếu nữ gội đầu bên suối. Ở cái này là trọng là đúng rồi. Siêu mẫu catwalk bị té. Yoga trên bãi biển. Được anh sát lại xíu nữa. Cái yoga đọc là cũng vô thế đâu bạn. Đứng một chân. Cái này được rồi. Ủa anh xoáy sao em chứ ngực nhiều quá vậy? Thao nước. Anh lượt đúng dễ giật có hồn luôn á trời. Trời ơi, ông nhanh. Ôi chết đi. Chị lo chị làm cho chị cãi anh Giang như vậy. Đúng rồi. Trời, giải thích anh coi giải thích đũa đứng một bãi biển này kia. Ưu ái gì đâu. Đúng rồi, ưu ái. Thiết luật là không nói gì, chỉ làm mà tập trung thôi. Đúng rồi, tôi chỉ tập trung cao độ và tôi nói tôi ghen chiếc chưa từng thao, tôi quất liền rồi. Lên đi lần học vô, sẵn sàng chưa? Nhảy cha cha cha. Nhảy cha cha cha. Tập trung. Chó mệt. Chó mệt. Chó mệt. Rắn hổ mang. Nhảy cấp lui. Nhảy ba lui 3 mét. 3 mét là nhiều lắm á. Xuống đó. Đừng hơi dính, được được. Ngất xỉu. Ủa sao xỉu về khu vực này xỉu vậy? Thao nước. Đứng lên. Đứng lên. Ôi chị gặp lắc mông. Dashbox. Dashbox lui. Dashbox lui ba. Dashbox lui một mét đi. Đâu một mét rồi. Lên xin lên nhìn. Squat squat. Tập tạ. Trời ơi, vừa nhảy vừa lên luôn rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nữa. Hả? Ké đầu, ké đầu. Ké. Ké đầu nha. Hả? Ké đầu, không sao đâu. Ké đầu. Rồi, thao nước. Thật là non kép. Trò chơi này là đội mình thắng. Yes. Và hồi nãy là mình bị dẫn trước là 2-1. Tỷ số hiện tại tới thời điểm này là 2-2. 2-2. Yes. Hay quá. Bây giờ có đấu không? Đấu, tiếp tục. Được đấu với ai? Anh là nhanh, nhanh một cái. Cái sao anh chậm thường anh vậy đó. Cái đầu nhanh lắm, cái sao chậm. Bóc số đây đi, bóc số đây. Bóc số, hai lớn hơn. Sẽ đấu dài. Chúng ta sẽ có rất nhiều số ở đây. Tính theo toán học, số lớn sẽ tặng đến số nhỏ. Tỷ số hiện tại chung cuộc là 2-2 rồi. Bây giờ cái lượt này là lượt thách đấu và sẽ tính vào đội thắng chung cuộc luôn. Yeah. Trời tôi không? Tin tưởng Lan Ngọc. Ba lần. Tin đi. Ai thắng nhiều hơn là thắng luôn chung cuộc. Rồi, ok. Hãy chọn. Cặp đầu tiên. Rồi. Đường xong ở trên. Thôi vậy đi, vậy đi. Rồi, ok. Rồi xong rồi. Thôi bên này có số 9 là sao thắng nổi. Móc ra có một số mà. Thua chắc rồi, ăn tạc rồi. Trời ơi. Lan Ngọc. Tiêu rồi. 15. Rồi. Tôi nói là em sẽ thắng và tin tôi đây. Trời ơi. Tôi nói em may mắn quá. Trời ơi, hay quá. Lại đây.
lại đây. Không, như vậy đó, quỳ xuống đúng rồi. Hả Hồng Gia? Hả Hồng Gia, em muốn anh trên Hả Hồng. Trời ơi, con bé khờ khạo. Mọi người rồi xong, bao nhiêu sự xui xẻo nó qua bên đây rồi em à. Tôi nghe cái tiếng nó mới kêu cái bụp luôn á. Nó mới bị giọng vô trong cái họng á. Bụp. Tiến luật. Em phải trả thù. Cái gì? Em phải trả thù Tiến luật. Ok 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 em. Lượt này mình thắng có nghĩa là mình thắng chung cuộc luôn. Còn mình thua thì đợi lượt cuối cùng. Dạ. Sao hết rồi, đều rồi đó. Anh rung tay quá vậy Lực. Em không cần phải lựa nhiều như anh Lực. Cái mặt buồn buồn ơi, mặt buồn buồn. Đây tôi sẽ công bố. Mặt buồn buồn ơi. Tiếng lực để đây, tôi thấy với mọi người đâu thấy. Chúng ta có hai con số rất to. Và một người đã thua một người. Hai con số đều là hàng chục. Ủa, em nghĩ tiếng lực 30 hả? Quay xuống hả? Chưa. Quay xuống hả Hồng Gia? Đây là của Lâm Vĩ Dạ. 47. Đúng vậy. Nhưng Tiến Lực 32. Quay xuống. Ngửa mặt lên. Ngửa mặt lên nhớ vô lỗ mũi. Hồng Gia, tôi không biết bơi. Không biết bơi thôi vậy thôi. Ê, chủ sẵn thì tắm ta rồi. Đứng rồi bên đây nè. Đứng rồi tạc đàng hoàng mà chết tạc. Rồi ok anh muốn tắm. Thôi tôi vậy đó. Dạ. Mà cũng hên là nó giữ lại cái thao đó, chứ cái thao đi luôn là mệt nha. Lượt cuối cùng sẽ quyết định đội thắng chung cuộc. Đi vô ra đi kìa. Hồ Việt Trung. Vô. Vô. Rồi, thấy rồi. Thấy mà quan trọng bóp được không? Được, 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 ổn, 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 không sao, không sao. Không rồi, sao. Trên... Bóp vậy mình cùng bóp. Rồi. Không, anh nào đó lúc rồi mà. Khác, khác. Là khác đúng không? Anh Giang lấy cái lá ra này để lát nữa. Hồi nãy em tính dọn gì dạ kia dọn cái này nè. Anh coi cái lá đó coi. Rồi. Đây là cái lá mà hồi bị chung chọn mà Lâm bị giảm chịu là 34. Mà đáng rồi. Mà đáng rồi. Xin phép. Đây là của Khả Như. Xin phép. 31. Nếu hồi bị chung chọn lá hồi nãy là 34 là hơn Khả Như. Nhưng chung may mắn lắm. Còn gì nữa đâu. Đây em đã chọn rồi trời ơi. Ôi, 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 ôi. Cái này thôi. Anh tính tắm heo hả? Cất vô, cất vô. Tắm heo hay gì vô rồi. Thôi chứ chung quỳ xuống. Không phải, dạ vô cưng. Dạ vô. Dạ vô. Đi vô. Anh chị em mình. Hai chị em mình cùng dọn. Rồi xuống. Rồi mà. Rồi mình chưa. Anh đi anh chưa luôn. Quy xuống đi. Đừng đào nước vô. Tôi muốn nhấn nước tụi này. Đi nghe lời chị đi. Đây là luật mới. Phải nhìn thẳng đối phương và mở mắt. Mắt lên dạ, mắt lên. Hả Hồng Gia. Trời ơi, một cái giá bằng 10 cái đánh. Dòng ngá là khó chịu lắm. Đó, dòng ngá là khó chịu lắm. Bé này thật là ác độc. Thôi bây giờ đổ thao nước đi, lấy thao nước mắm được không? Bé Như em thật là ác độc. Em nhá không mà đối phương sẽ chết vì đau tim rồi. Ủa, sao em chưa tạt mà sao nước ở đâu quá trời vậy? Hãy sám hối đi. Trời ơi, anh bỏ rồi em. Em tạt mẹ đi, để gió vô lên. Hai chị em mình cùng báo. Người một. Một, hai, ba, tạm lên nha, đừng nhá nha. Một, hai, ba. Chưa lòng chị chưa? Ủa, hai đứa mới đi Hồ Tràm về hả? Má quá anh lên tắm biển, mới tắm biển về đó anh má quá. Trời, tạc cái gì chuyển đổi chứ.
đầu tiên là dẫn người ta, giờ thua lại rồi. Nhờ em ha.